Chúng ta hãy cùng chào đón em Hoàng Phúc bước lên bục dũng khí. Xin mời. Chào em hãy giới thiệu bản thân và chia sẻ nha. Mình tên là Vũ Hoàng Phúc, học lớp 11A2 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chí Đức. Mình đến với chương trình này để mình muốn chia sẻ về ước mơ của mình, cũng như là quá trình mình đã thực hiện ước mơ đó. Năm lớp 4, khi đó là mình được chú mình tặng cho một chiếc máy tính để cho việc học tập khá là vui. Nhưng mà nó cũng như là một con dao hai lưỡi. Mình lao vào trạng thái là nghiện game. Tầm 3 giờ sáng là mình chơi game cho tới khi đi học. Chuỗi ngày tháng liên tục lặp lại. Tới đầu năm lớp 7 thì mình có một cú sốc là mình từ một cậu học sinh giỏi trở thành một cậu học sinh trung bình. Lúc đó thì mình rất là hối lỗi và xin lỗi ba mẹ. Cũng hứa với ba mẹ rằng là mình sẽ từ bỏ game. Nhưng với bản tính là ham mê máy tính, lần này thì lại... thì mình biết tới lập trình. Sau đó mình lân la vào các diễn đàn hay group trên Facebook thì tìm kiếm các khóa học lập trình web. Sau khi mình đã bỏ game để tìm hiểu về lập trình thì mình đã dành thời gian khá là nhiều để sử dụng máy tính. Thì mẹ mình lại nghĩ mình mê game. Và sau đó thì mình có ngồi lại tâm sự với ba mẹ mình để trao đổi thêm, và mình nói ước mơ của mình và cũng như nguyện vọng của mình sau này sẽ trở thành lập trình viên. Ba mẹ mình đã biết ước mơ mình từ đó và ủng hộ mình để cho mình phát triển bản thân hơn và theo cái nghề này. Và mình cũng cảm ơn ba mẹ rất là nhiều về điều đó. Và sau đó thì mình cũng kiếm được một khoản thu nhập và cũng có thể là mua tặng cho ba mẹ một vài vật dụng. Thì cũng có nhiều bạn hỏi rằng là mình có tiếp tục học đại học hay không, tại vì mình đã có thu nhập như vậy. Thì mình trả lời là chắc chắn là có. Tại vì khi mà mình học đại học, nó sẽ mở ra nhiều kiến thức mới hơn, kỹ năng cao hơn để mình phát triển nghề nghiệp của mình. Cũng có nhiều người hỏi rằng là có hối hận khi mà lớp 7 mình đã từng học sinh trung bình hay không. Thì mình trả lời là không. Bởi vì đó cũng như là thử thách, cũng như là một bước đệm để cho mình biết đến nghề lập trình này. Ở dưới sân khấu rồi cũng có chị của em. Chị của em là Thảo Hiền, người cũng đã đồng hành với em, cũng khuyến khích cho em theo nghề lập trình này. Chào chị của Phúc ạ. Thì không biết là chị có phải là người đã từng đứng ra mình bảo vệ Phúc với lại ba mẹ không? Dạ, ban đầu thì em không có biết là Phúc ngồi máy tính là để làm việc, mà nghĩ là chơi game thôi. Thì em cũng cản dữ lắm, em la hoài ạ. Xong rồi sau này em mới biết là Phúc đang làm việc. Thì thật sự là em cũng vừa mừng mà vừa lo nhiều hơn, là bởi vì Phúc biết tới đồng tiền quá sớm đi. Nên là em hy vọng là Phúc sẽ giảm bớt cái việc làm việc lại để tập trung học tập. Em cảm ơn chị về những lời nói vừa rồi. Em cũng rất cảm ơn khi mà chị đã tin tưởng em và cũng cố gắng cho em vào các trường top để em phát triển hơn về kỹ năng cá nhân của em. Và em sẽ cố gắng giảm bớt thời gian dành cho máy tính hơn và chú tâm vào việc học. Hôm nay khi mà được nhìn thấy Phúc đứng lên bục như vậy thì đầu tiên là mình rất là bất ngờ. Sau đó là cũng rất là vui, vì trước giờ Phúc là một người rất là lạnh lùng và ít khi chia sẻ với mọi người. Nhưng mà hôm nay Phúc đã dám đứng lên để chia sẻ câu chuyện của mình. Cũng muốn nhắn nhủ tới Phúc là hiện tại Phúc chỉ cố gắng tập trung vô việc học thôi. Gia đình vẫn luôn tạo điều kiện để cho Phúc phát triển cái đam mê của mình. Thì đến đây là em muốn truyền cho mọi người một thông điệp tích cực. Em không có khuyến khích mọi người là hãy một lần hư hỏng, mà em muốn mọi người hãy ước mơ từ khi còn bé và hãy dũng cảm thực hiện khi mà ta đủ trưởng thành. Cảm ơn em, bạn ở đây để năng lượng tích cực đến tất cả các bạn nào đang có những ước mơ, những cái đam mê của bản thân mình. Ở đây có bạn nào cũng có những cái ước mơ nho nhỏ đang ấp ủ trong lòng mình không ạ? Ồ, một cánh tay rất nhanh. Chào em. Xin chào mọi người. Em tên là Lê Nhật Phúc Trịnh, đến từ lớp 7C4 trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Chí Đức. Em đến đây với hai ước mơ. Ước mơ thứ nhất của em là được bước lên bục dũng khí nhưng chưa được lên. Mời em lên đây. Mời Thịnh bước lên bục dũng khí nha. Chào Thịnh. Rồi, mời em đứng đây nha. Thì cảm giác đứng trên bục này có khác đứng dưới nhiều không? Dạ có.
Mà sao tự nhiên có cái ước mơ là muốn đứng trên cái bục dũng khí này? Tại vì em có xem chương trình. Đứng trên đây là một niềm vinh quang của những người được tham gia chương trình. Cảm ơn em đã yêu mến và ủng hộ cho chương trình. Và em cũng biết rồi đó, bước lên bục dũng khí là chúng ta phải lấy hết dũng khí để nói những điều mà chúng ta muốn chia sẻ ra ngoài. Em có ước mơ thứ hai là muốn mở một chuỗi cửa hàng không đồng dành cho những người nghèo. Thì khi năm lớp 3, em cùng ba mẹ đi chơi ở các thành phố, em thấy những người nghèo không có nhà ở, không có cơm ăn áo mặc. Em có ước mơ từ bé là em muốn mở một cửa hàng không đồng và những nơi ở không cần tiền để cho những người đó vào ở. Em cố gắng học giỏi để lớn lên làm được nhiều việc để kiếm tiền để bù đắp vô cho cửa hàng. Muốn nhắn nhủ với mọi người là hãy muốn nhắn nhủ với mọi người là hãy có ước mơ từ bé để sau này đạt được mục đích của mình đặt ra. Vàng đấy, tuyệt vời quá. Chúng ta đang đứng cạnh những chàng trai nhỏ tuổi mà có những ước mơ rất lớn. Cảm ơn em đã chia sẻ những cái ước mơ tương lai của các em. Và Ghi cũng chúc cho em có thể đạt được ước mơ của mình trong tương lai và học tập thật tốt nha. Tôi từng mơ một mai, nơi vì sao này dẫn lối tôi hướng về nơi có anh hoàng kia. Cảm ơn hai chàng trai đã dũng cảm chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Chương trình tin rằng không chỉ riêng Hoàng Phúc và Phúc Thịnh mà ngoài kia vẫn có rất nhiều bạn trẻ cũng đã và đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Đó có thể là mơ ước của riêng bản thân của mỗi người, nhưng cũng có thể là ước mơ vì cộng đồng làm những điều ý nghĩa. Cho dù như thế nào đi nữa, những điều đó cũng đều đáng trân trọng. Giữ lấy nơi tâm hồn tôi ngọn lửa đam mê. Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, kéo theo những áp lực từ gia đình, nhà trường, xã hội lên các em ngày một gia tăng. Ở giai đoạn này, đại đa số các em học sinh có những dòng trạng thái và suy nghĩ khác biệt người lớn, nhưng chưa có cơ hội được nói ra. Từ đó có rất nhiều học sinh gặp phải các tình trạng như căng thẳng, lo âu. Đó là hệ quả của những vấn đề trong xã hội. Hiểu được những tâm tư nguyện vọng của học sinh, chương trình Thiếu niên tỏa sáng đã ra đời. Một chương trình hấp dẫn và đặc biệt dành cho thanh thiếu niên. Qua đó, đáp ứng mong muốn và khát khao của các em là được lắng nghe, được tôn trọng, hướng đến một cuộc sống tự tin và tích cực hơn. Người ta nói không, con gái lớn sau này sẽ rời xa gia đình và có hạnh phúc riêng của mình. Con sẽ khác. Con hứa với bà, con sẽ luôn ở bên cạnh bà, mãi mãi là đứa con gái bé bỏng của bà. Có bao nhiêu lần yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi.